Long là dự án phim cổ trang huyền huyễn với sự tham gia diễn xuất của Trúc Tự Đàn và Vương Hạc Đệ. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lưu Huỳnh và Uất Trì Nông Viêm. Lưu Huỳnh là một cô nha hoàn xinh đẹp. Có một lần cô cùng tiểu thư đã vô tình cứu sống một con rắn. Thật không ngờ, đó lại là một con rồng tu luyện ngàn năm Uất Trì Long Viêm. Vì để báo đáp ân tình, nên Uất Trì Long Viêm đã đưa cô đi cùng và muốn hai người thành đôi. Sau đó, chính là một câu chuyện tình yêu lay động lòng người trải qua ba đời ba kiếp. Mới đây, những tấm poster nhân vật đã được đoàn làm phim tung lên, cộng đồng mạng đã đặc biệt dành lời khen cho tạo hình của hai nhân vật chính. Vương Hạc Đệ gây chú ý nhất với tạo hình cổ trang đẹp không ngờ, đặc biệt là mái tóc bạch kim đã đem đến sự phá cách đầy sáng tạo. Hình ảnh Uất Trì Long Viêm hiện lên với vẻ đẹp đầy tiên khí và ma mị. Trong khi đó, nữ chính Trúc Tự Đàn lại khiến khán giả mê mệt với tạo hình nàng Lưu Huỳnh xinh đẹp và khả ái. Bộ phim được đặt kỳ vọng cao sẽ là một trong những tác phẩm cổ trang huyền huyễn thành công trong năm 2020 này. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.